Nông nghiệp Trà Lâm xin mến chào quý bà con. Chào mừng bà con chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Nông nghiệp Trà Lâm. Kênh Nông nghiệp Trà Lâm là nơi để chia sẻ những kinh nghiệm, những trải nghiệm cũng như tất cả những cái kiến thức mà mình biết về nông nghiệp để hòng đem lại phục vụ cho bà con mau chóng khắc phục những hiện tượng cũng như những cái điều mà xảy ra trên rau màu cho bà con. Đó là cái điều vô cùng tuyệt vời mà hơn 5 năm qua Nông nghiệp Trà Lâm đã giúp cho bà con của chúng ta rất nhiều. Thưa bà con, hôm nay trong cái video này mình xin chia sẻ về một cái to hàng mà mình đang đi cho anh Lê Văn Minh, anh tại thôn Tiên Lượng và Nông Cống, Thanh Hóa. Anh đã mua rất nhiều lần và hôm nay anh mua nhắc lại với cái to hàng hôm nay. Thì đây là cái gói King King Bull 72 WB với cái thành phần hợp chất chính đó là Simosanin và Mango Jet. Đây là hai cái thành phần hoạt chất rất là tuyệt vời để giúp cho bà con của chúng ta đặc trị các cái bệnh như xương mai, móc xương. Và đặc biệt gần đây mình đã cho bơm trên cây hành cũng như trên cây ớt để đem lại cái hiệu quả rất là cao. Và anh đang nhu cầu và cần với cái số lượng là 50 gói và hôm nay mình đang đóng gói cho anh. Cái sản phẩm thứ hai mà anh yêu cầu đó chính là cái video M72 American. Đây là một trong những sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao ở American với cái thành phần hoạt chất chính đó chính là Mancozeb và Metalaxy. Thì với cái thành phần hoạt chất của cái sản phẩm này thì bà con của chúng ta đã dùng nên cũng đã biết về cái chất lượng rồi. Thì nó đăng ký thứ nhất là kháng thư trên ớt này, đốm đen lạc, thối nhũng trên bắp cải, khối củ hành, nứt dây trên dưa hấu và vàng lá chín sớm. Thì đây là một trong những thành phần hoạt chất đã giúp cho bà con của chúng ta ức chế cũng như là phổ rộng các loại bệnh thường gặp trên rau màu rất là hiệu quả cho bà con. Thì anh yêu cầu cái này cũng là 50 gói. Thì trong đây mình đã lấy cho anh một hộp và cùng với cái này để tổng cộng cho anh đủ số lượng là 50 gói. Và tiếp theo đó là chính là anh bồ câu châu Âu. Đây là cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời với cái thành phần hoạt chất chính đó là lưu và chlorpheniramine. Thì đây là những hoạt chất mà bà con của chúng ta dùng để phòng trừ sâu bệnh hại, đặc biệt là các cái loại mà miệng nhai cũng như là chích rút, vô cùng hiệu quả cho bà con. Anh đã có cái hiệu quả ban đầu và anh đã yêu cầu trở lại lấy cho anh. Chúc mừng anh và hy vọng cái to hàng này nó sẽ đến với anh kịp thời để cho anh cùng với bà con khắc phục cũng như ức chế các cái hiện tượng nấm bệnh mà đang gặp phải trên cái rau màu của mình, đặc biệt là trong cái giai đoạn này thời tiết đang cực đoan, nắng mưa thất thường và điều kiện vô cùng tuyệt vời để cho các loại bệnh hại cũng như các loại côn trùng xâm nhập vào cây trồng của chúng ta. Và cái sản phẩm thứ tư đó chính là cái sản phẩm ru sâu ống. Với cái sản phẩm này để giúp cho anh được xua đuổi những cái loại côn trùng như là xua đuổi bướm và diệt các loại trứng để sinh sâu, và đặc biệt là nó giúp cho anh đặc trị các loại đối tượng như là sâu vẽ bùa, sâu đục trái và bọ trĩ, mũi hành cũng như bọ nhảy, sâu đục thân, vô cùng tuyệt vời. Và mình đã kê cho anh là 10 gói theo ý yêu cầu của anh. Và cái sản phẩm cuối cùng đó chính là cái siêu diệt nấm khủng. Đây là một trong những sản phẩm vô cùng tuyệt vời, thành phần chính là streptomycin sulfur và gigagumycin và cagumycin. Ba hoạt chất này nó giúp cho chúng ta ngăn ngừa các cái hiện tượng như là lở loét hoặc là thối nhũng, cũng vô cùng tuyệt vời cho bà con. Kết hợp với các cái dòng thuốc bệnh ở trên thì nó sẽ tạo cho chúng ta có một cái công thức thuốc vô cùng tuyệt vời mà chính anh cũng đã cảm nhận được cái sự hiệu quả của cái sản phẩm này, công thức này nó mang lại cho anh. Và chính vì vậy hôm nay theo yêu cầu của anh thì mình cũng đã kê cái đơn thuốc này để giúp cho anh nhanh chóng kịp thời khắc phục các cái hiện tượng đang gặp phải trên rau màu. Chúc anh nhanh chóng phục hồi các vựa rau của mình thành công
chúc anh luôn mạnh khỏe và chúc anh gặp nhiều may mắn, được mùa được giá trong công tác sản xuất và làm việc của mình. Cảm ơn anh đã ủng hộ cửa hàng của Trại. Nếu bà con quan tâm về các mảng nông nghiệp thì xin hãy để lại số điện thoại hay có thể gọi điện Trại qua số điện thoại Zalo 0905251145. Mình luôn luôn đồng hành cùng với bà con và sẽ mang lại đến cho bà con những giải pháp tuyệt vời nhất. Và bây giờ mình xin mến chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những video sau. Cảm ơn bà con đã dành thời gian quan tâm theo dõi đến hết cái video. Bye bye.